Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Châu Phạm Stock. Nội dung của buổi video ngày hôm nay chúng ta sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất thì mình sẽ đi đánh giá tổng quan thị trường sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 25 tháng 9. Phần thứ hai thì mình sẽ xem coi khi nào thị trường nó sẽ tạo đáy và cái tín hiệu đó là gì. Và cái nội dung thứ ba là cái nội dung mà em nhận được khá là nhiều câu hỏi trong cái phiên ngày hôm nay về cái việc là chúng ta có nên bắt đáy hay không, chúng ta có nên trung bình giá ở cái thời điểm này hay không. Đấy, thì ở buổi video ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau giải đáp những cái nội dung chính như thế này anh chị ha. Dạ rồi, thì sau khi kết thúc một cái phiên giao dịch đầu tuần rất là sóng gió của VN, thì hôm nay VN của chúng ta đi giảm gần 40 điểm. Đó, và đây là một cái biên độ giảm rất là mạnh của thị trường. Thì trong những cái giai đoạn trước đó, gần đây nhất thì chúng ta cũng đã có bắt gặp những cái phiên giảm nó mạnh với cái tính chất tương tự là như vậy. Đó, một cái phiên giảm cực kỳ lớn, một cái phiên giảm mà nó tạo cho anh chị nhà đầu tư mình những cái tâm lý nó hoảng loạn. Thực chất trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, về những cái yếu tố vận động đầu phiên á anh chị, thì anh chị mình có thể thấy là VN nó vẫn giữ trận neo xanh rất là tốt, đúng không? Nhưng mà cái áp lực bán thì nó lại đổ dồn vào gần cuối phiên chiều, mà cụ thể là chỉ vỏn vẹn 30 phút cuối phiên thôi. Thì em đánh giá là dưới cái áp lực bán ở phiên chiều á, là thị trường của chúng ta nó vẫn tiếp nhận thêm một cái thông tin, đó là ngân hàng nhà nước tiếp tục hút tiền về. Đó, thì tính từ cái phiên giao dịch ngày 21, 22, hôm nay là 25, 3 ngày liên tiếp là ngân hàng nhà nước đã rút 30.000 tỷ. Đấy, thì đây là một trong những cái thông tin mà em đánh giá là ở phiên chiều thị trường của chúng ta nó đã tiếp nhận và nó vẫn gọi là tiếp diễn những cái xu hướng bị bán. Không chỉ là bị bán bình thường đâu, mà chúng ta thấy là bị bán tháo luôn. Và thực chất là những cái cổ phiếu mà nó giữ trận rất là tốt ở cái phiên trước, đúng không? Thì hôm nay nó cũng không tránh khỏi cái áp lực bán anh chị ha. Và điển hình là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng thì anh chị mình có nhớ là cái video ngày hôm qua em có chia sẻ là nếu như mà VN Index của chúng ta muốn hồi phục trở lại thì nó cần phải có cái dòng tiền, cái lực cầu mạnh ở những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Và cái dòng ngân hàng là cái dòng mà nó đỡ được giá rất là tốt ở cái phiên điều chỉnh hôm thứ sáu tuần vừa rồi. Thì nếu như mà cái dòng tiền nó có kéo á, thì có phải là nó phải tập trung kéo những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng ha. Nhưng mà ngày hôm nay anh chị lại thấy một cái tình trạng của nhóm ngân hàng là gì, cũng không giữ được giá và nó bị điều chỉnh theo. Chứng tỏ là gì anh chị? Cái áp lực bán trên thị trường hiện tại nó vẫn còn rất lớn. Và đối với những cái phiên áp lực bán lớn như thế này thì chúng ta cần phải có những cái hành động gì? Đầu tiên là xét về cái mặt kỹ thuật của thị trường nha, để mà chúng ta có thể đánh giá là cái xu hướng của VN trong những phiên tiếp theo liệu là nó sẽ như thế nào. Thì ở đây anh chị mình thấy là kẻ cái đường trend line trung hạn ra, kể cái đường trend line trung hạn ra, thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay là nó phá thủng luôn cái đường trend line trung hạn này anh chị. Và anh chị mình còn nhớ là ở video hôm qua em có chia sẻ về cái kịch bản tiêu cực mà thị trường của chúng ta phá thủng cái đường trend line này không? Là đó là sao? Nó sẽ có xu hướng về lại những cái vùng hỗ trợ biên dưới, đỉnh trước sẽ là hỗ trợ sau. Đấy, thì những cái vùng hỗ trợ tiếp theo của VN Index nó là ngay cái vùng 1120 cộng trừ này nha anh chị. Lưu ý ha. Đó, VN của chúng ta nó vẫn có khả năng về được tới những cái vùng này. Tại vì sao? Tại vì á, dưới cái áp lực bán rất mạnh trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, và anh chị mình thấy là nó chưa có những cái tín hiệu kết thúc ha, lực bán nó vẫn còn rất là nhiều gần cuối phiên. Đấy, thì thành ra khi mà cái áp lực bán này nếu như mà nó dồn ở cái phiên giao dịch ngày mai nữa, ví dụ ngày mai của chúng ta thị trường nó mở cái gap down đi, thì em đánh giá là cái việc call margin tài khoản á, nó sẽ diễn ra. Khi mà call margin nó diễn ra anh chị, thì nó sẽ xảy ra những cái tình trạng gọi là bán chéo. Nếu như thị trường của chúng ta mở gap down và tiếp tục điều chỉnh sâu thì nó sẽ có những cái hiệu ứng bán chéo. Bán chéo là gì? Tức là ví dụ như tài khoản của anh chị đang nắm 3 mã cổ phiếu, đúng không? Cái tỷ lệ của mình đang
0.2x rồi. Đấy, 0.5 là auto bị phọt sale. Đấy, thì nếu như mà ngày mai thị trường nó mở cái gap down nữa, cái tỷ lệ tài khoản của anh chị mình nó giảm về dưới mức 0.25 thì chúng ta sẽ xảy ra cái tình trạng là công ty chứng khoán sẽ bán cái cổ phiếu của anh chị mình đi. Đấy, và khi mà bán không đủ thì nó lại tiếp tục bán những cái mã cổ phiếu khác, đúng không? Thì thành ra nó sẽ có những cái chiều hướng bán chéo, nó là như vậy anh chị nhé. Đấy, nên là em lưu ý với anh chị mình một điều á, là trong cái phiên ngày hôm nay và cái phiên ngày mai, nếu như mà anh chị nào chúng ta quá căng margin thì chúng ta nên cân nhắc cơ cấu phù hợp để mà đưa cái tỷ lệ tài khoản nó an toàn hơn một chút, chứ là nó thoát ra được cái mức 0.3 anh chị, nâng cao hơn một chút. Tại vì á, em đánh giá là nếu như mà anh chị mình để mà công ty chứng khoán nó bán á, thì đôi khi là cái vùng giá mà mình bán sẽ là bị là những cái vùng giá nó thấp nhất, lưu ý ha. Đó, hay còn gọi là gì, bán giá đáy anh chị. Đấy, nên là em khuyến khích nếu như ngày mai anh chị nào mà chưa có xử lý á, thì mình nhìn cái tỷ lệ của mình coi có căng hay không. Nếu quá căng thì ưu tiên xử lý sớm, đúng không? Biết là ở những cái vùng này giá nó rất là thấp rồi, bán ra rất là tiếc. Nhưng mà nếu như mà chúng ta còn để cho công ty chứng khoán bán ở những cái vùng giá sâu hơn nữa thì cũng rất là khó anh chị. Đấy, nên là em lưu ý với anh chị nào mà chúng ta đang căng mà zin á, thì chúng ta nên cân nhắc cái việc cân đối cái tỷ lệ tài khoản giúp em ha. Đó, và cái xu hướng của thị trường nè, anh chị mình lưu ý nè, là nó có hoàn toàn về lại được những cái vùng 1.120 nha. Đấy, một số anh chị mình nói sao mà nó giảm sâu như vậy được, đúng không? Nhưng mà thị trường chứng khoán anh chị mình thấy nó rất là khốc liệt không? Đó, cái phiên thực chất cái phiên giảm ngày hôm nay thì em đánh giá là nó làm cho chúng ta bị mất lãi rất là nhiều. Nếu như nhà đầu tư nào mà có lãi từ vùng trước á, mà ở đây không chốt thì gần như là anh chị chỉ còn lãi ít thôi, hoặc là chúng ta hòa vốn luôn anh chị. Còn nếu như nhà đầu tư nào mà mới mở vị thế gần đây thì chắc chắn với anh chị mình một điều là cái mức lỗ không dưới 10% ha, biên độ đi rất kinh. Anh chị mình thấy những cái mã cổ phiếu như FCN nè, những cái mã cổ phiếu như HIT nè, mà mình không có xử lý khi mà cổ phiếu nó cho cái điểm xử lý á, thì sao? Mình lại bị mắc kẹt, đúng không? Rất là khó xử lý luôn. Thường mà anh chị mình không có chấp nhận một cái cắt, một cái khoản lỗ nhỏ thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là gì? Mình bị những cái khoản lỗ nó lớn hơn. Đó là cái lý do tại sao mà khi mua một cái mã cổ phiếu, em đều hướng dẫn anh chị là những cái điểm mua, những cái điểm bán phù hợp, những cái điểm quản trị, để mà chúng ta cứ dựa vào đó chúng ta tuân thủ ha, và chúng ta hành động thôi. Đấy, đầu tư mà mình chốt lãi được thì mình cắt lỗ được anh chị. Quan trọng là chúng ta phải quản trị được cái vốn trong cái giai đoạn này, giữ được tiền ha, còn tiền trong cái giai đoạn này, để mà cái giai đoạn sau khi mà thị trường cân bằng á thì chúng ta vẫn còn tiền chúng ta tham gia trở lại. Đấy, lưu ý ha. Dạ rồi, thì đó là một chút về cái xu hướng của thị trường. Trong cái phần đánh giá tổng quan này thì em có chia sẻ với anh chị về cái xu hướng rồi, đúng không? Cái áp lực bán rồi, cái dòng ngân hàng ngày hôm nay nó cũng không có đỡ được. Đó, thì đó là cái lý do mà anh chị mình cần phải có một cái góc nhìn nó thật hơn về thị trường. Đừng quá kỳ vọng về những cái việc là thị trường hồi phục. Thực chất á, khi mà em tư vấn bán á, em tư vấn cắt lỗ á, có một số anh chị mình nói cái giá này thấp quá sao bán nữa châu, sao không đợi chờ hồi phục về lắp ghép rồi em hẳn bán. Đó, nhưng mà em có chia sẻ quan điểm rất rõ ràng. Khi mà anh chị mình đợi cái nhịp mà VN-Index nó quay về lắp ráp thì cái cổ phiếu của anh chị mình nó giảm tới khi nào rồi? Nó giảm tới những cái vùng giá rất sâu rồi ha. Đấy, mà cái xác suất lắp ráp không biết nó có hay không nữa. Chúng ta sao anh chị cứ hành động dựa vào cái vận động, dựa vào những cái tín hiệu của cổ phiếu. Nó bị vi phạm thì mình sẽ xử lý. Đừng có quá kỳ vọng, đặt kỳ vọng về một cái vấn đề gì đó nha. Mình cứ tuân thủ là mình sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, đừng có quá đầu tư, mà anh chị mình phải có một cái đầu lạnh. Đầu tư theo cái lý trí, chứ đừng có đầu tư theo cái quán tính, đầu tư theo con tim là không nên ha. Đấy, thì đó là một số những cái chia sẻ đánh giá tổng quan về VN-Index trong cái phiên ngày hôm nay. Và mình đi sang cái phần thứ hai, đó là cái phần là khi nào thị trường của chúng ta sẽ tạo đáy. Thì đối với những cái áp lực bán lớn
Và anh chị mình thấy nè, cái phiên ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó chưa có tín hiệu nào rút chân luôn, đúng không? Tức là gì? Cái đà giảm nó sẽ chưa dừng lại tại đây. Đó, với những cái áp lực bán này thì đầu tiên mình khoan hẳn và mua sớm khi mà nhận thấy cái áp lực bán nó vẫn còn tiếp diễn nha. Vậy thì khi nào thị trường nó sẽ tạo đáy? Thường á, khi mà để thị trường của chúng ta nó muốn tạo đáy và hồi phục đi lên á, nó sẽ có những cái nhịp ví dụ như là wash out trong phiên, hoặc là cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp cái phiên giảm sau một cái phiên giảm nó là một cái phiên hồi phục mạnh mẽ. Đó thì đó là cái tín hiệu cho chúng ta biết được là thị trường nó khả năng tạo đáy ngắn hạn tại đây. Ví dụ như cái trường hợp mà rút chân ngay trong phiên luôn á anh chị, là cái phiên giao dịch ngày 10 22 tháng 8 nè, là một cái phiên watch out luôn trong phiên nè, thì sau đó thị trường nó sẽ có khả năng hồi phục, đúng không? Còn cái kịch bản mà nó giảm mà nó hồi phục á, như đây nè, một phiên giảm qua phiên sau hồi nè, đây là cái dạng mà gọi là stopping, cái cặp stopping volume 3, hay còn gọi là cái cặp tạo đáy của thị trường á. Cái cặp tạo đáy á, thì anh chị mình có thể chú ý lại những cái form như thế này ha. VN Index của chúng ta nó xuất hiện rất là nhiều những cái form tương tự như vậy rồi. Và nếu như anh chị nào mà mình có thiên về cái kỹ thuật về nến á, thì chúng ta có thể xem xét á, là đa số những cái nhịp mà thị trường tạo đáy á, thường cái cây nến xanh, cái thanh ba màu xanh á, nó sẽ cái thanh ba mà hồi phục á, nó sẽ cover lại, nó phủ hoàn toàn cái phiên giảm trước đó luôn. Lưu ý ha. Đấy, ví dụ như đây nè anh chị, đó, đa số những cái đợt mà tạo đáy, cái cặp stopping tạo đáy á, là cái phiên xanh á, nó hồi phục nó mạnh mẽ, nó mạnh rất là nhiều so với cái phiên giảm trước đó, nó cover được, nó phủ luôn cái phiên giảm trước đó luôn ha. Đấy, rất là nhiều đấy, nên thành ra là thị trường của chúng ta cái tín hiệu tạo đáy nó là như thế. Thường nó sẽ có hai cái dạng tạo đáy là như vậy đó. Và ngày mai thì anh chị mình nên quan sát cái lực cầu ở thời điểm hiện tại của thị trường nó như thế nào. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là tuy em có nhận một cái câu hỏi của anh khách hàng, đó là tại sao volume ngày hôm nay của thị trường, sáng nay của thị trường nó nhỏ nhưng mà cổ phiếu nó cứ giảm hoài vậy Châu? Một số anh chị mình sẽ đánh giá là giảm volume thấp là tốt, đúng không? Đó, tuy nhiên anh chị mình lưu ý một điểm, mặc dù giảm volume thấp là tốt nhưng nó phải đi kèm với cái điều kiện là gì? Có dòng tiền vào, có lực cầu đỡ thì cổ phiếu may ra nó mới không giảm nữa anh chị. Còn nếu như mà nó giảm với khối lượng bé nha, trong một cái xu hướng mà VN đang có những cái chiều hạ đỉnh như thế này nè, thì sao? Chỉ cần kích hoạt một cái lực bán của những cái cổ phiếu vốn hóa lớn thôi, những cái mã cổ phiếu trụ thôi, thì cổ phiếu nó sẽ auto tự giảm luôn. Đó, nên là cái nào nó cũng có hai mặt hết, chứ không phải là cứ giảm volume nhỏ là nó tốt đâu nha anh chị. Ví dụ như ngày hôm nay anh chị mình thấy những cái mã như Vích, Vinhome, Masan đè rất nặng luôn, đúng không? Đó, trụ nó đè rất là rác luôn, Vích thậm chí là sàn luôn. Đè tới cỡ này thì sao mà VN của chúng ta nó ngóc đầu lên được anh chị? Đó, và ở phiên sáng chúng ta có thể thấy là vẫn có một số cái mã cổ phiếu nó giữ được giá tốt, nhưng đó là lý do tại sao mà em không có tư vấn anh chị mình bắt đáy là vì vậy á. Đó, mặc dù sẽ có một số anh chị là thấy khả năng hôm nay bệnh đi của chúng ta sáng giảm chiều xanh, đúng không? Nhưng không có, chúng ta phải luôn dựa vào cái tín hiệu của thị trường, cái tín hiệu lực cầu vào, có cầu đỡ thì mình mới may ra nha, chấp nhận rủi ro mình bắt đáy được. Còn anh chị mình thấy trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay nè, lực cầu hoàn toàn không đỡ giá luôn. Và thậm chí là ở những cái mã cổ phiếu em rất kỳ vọng như là dòng ngân hàng nó sẽ neo giữ lại được tâm lý, mà hôm nay nó cũng thả trôi luôn anh chị. Đó, những cái mã cổ phiếu ví dụ như là Garmin Date nè, đúng không? Giữ biên rất là tốt luôn, nay giảm luôn. DGC nè, đó, tăng rất tốt, thậm chí cái phiên hôm thứ sáu con này nó tăng cũng gần trần luôn. Đó, mà hôm nay anh chị mình thấy cũng không tránh khỏi được những cái áp lực bán lớn của thị trường. Thực chất là đối với cái áp lực phiên giảm 40 điểm thì con nào nó cũng như con nào thôi anh chị. Đó, quan trọng là cái giá vốn của anh chị mình nắm ở đâu và cái cách mà chúng ta xử lý ha. Thì đó là cái một thứ hai, cái nội dung thứ hai mà em chia sẻ với anh chị mình. Rồi, một cái câu hỏi mà sẽ rất nhiều nhà đầu tư mình mong chờ là gì? Có nên trung bình giá hay không? Đó, thì nếu như anh chị nào đã đồng hành với em từ những cái
từ khi mà kênh YouTube này nó mới hoạt động nè. Đó, thì hình như là em rất hiếm cái trường hợp nào mà em tư vấn anh chị bình trung bình giá. Và nếu như anh chị nào thuộc hệ thống khách hàng thì chắc chắn cái việc trung bình giá là chúng ta sẽ hoàn toàn không bắt gặp luôn. Em là chỉ có một mua đúng điểm gia tăng thì có, chứ mà mua sai ha là em cắt, chứ em không có lấn sâu vào cái việc là mình cứ mua lại trung bình giá. Đấy, anh chị em lưu ý. Thì ngày hôm qua em cũng vô tình mới đọc một cái cuốn sách đó, em có chụp lại ở đây. Đó, ở đây anh chị mình thấy cái cuốn sách này là của Mark Minervini, là cái cuốn tư duy như một phù thủy chứng khoán đấy. Ổng có hình như hai ba cuốn gì đấy, thì em có mua một cái cuốn mà tư duy á anh chị. Đó, thì trong cái chương đó nó nói như thế này: bạn sẽ làm gì tiếp theo nếu cổ phiếu giảm về 30 đô, 20 đô, thậm chí là 10 đô? Thật lố bịch phải không nào, chẳng có gì phải xấu hổ khi mất tiền ở một giao dịch. Nhưng ôm khư khư khoản lỗ và để cho nó ngày càng trở nên lớn hơn, hoặc thậm chí là bình quân giá xuống, là hành động cho thấy bạn là một kẻ nghiệp dư và tự hủy hoại chính mình. Đó. Ổng còn nói thêm một câu là chỉ có những người thua cuộc thì họ mới trung bình giá thôi anh chị. Đó, thì anh chị mình thấy là những cái thiên tài đầu tư, những cái nhà giao dịch mà gọi là kỳ cựu trên thế giới, họ chưa bao giờ họ trung bình giá luôn anh chị. Họ sai thì họ sẽ cắt. Đấy, đó là lý do mà tại sao phải có nguyên tắc giao dịch anh chị ha. Đó, không nên trung bình giá. Mặc dù á, sẽ có một số anh chị mình thấy là cái việc mà thị trường nó giảm sâu như thế này, cổ phiếu nó chiết khấu rất nặng trong ngắn hạn rồi, thì mình có thể chấp nhận mình mua trung bình giá được, đúng không? Thì đó là cái quan điểm của anh chị mà chúng ta chấp nhận rủi ro. Đấy, còn đối với cá nhân em cũng như là hệ thống khách hàng, do là mình đã có những cái điểm xử lý trước đó rồi, thì bây giờ mình cầm tiền, mình sẽ chờ đợi những cái thời điểm cân bằng của thị trường hay những cái thời điểm mà tạo đáy của thị trường, thì em sẽ tư vấn anh chị mình vào sâu. Không nhất thiết là chúng ta phải bắt đáy anh chị, hay là chúng ta phải trung bình giá ha. Sai thì em sẽ cắt. Ví dụ như hôm thứ sáu tuần trước á, thì em đã có tư vấn cắt lỗ những cái mã cổ phiếu như sau, ví dụ như là KBC nè, đúng không? Hay là những cái mã như Hoa Sen nè. Hoa Sen thì mình không lỗ, mình bán hòa vốn thôi. Đó, và thậm chí chia sẻ thật với anh chị luôn, chứ cũng không giấu gì. Và ngày hôm nay mình đã cắt những cái mã cổ phiếu như MSB. Tại sao cổ phiếu nó giảm rất là sâu rồi mà tại sao là mình lại vẫn gọi là tư vấn bán? Thứ nhất, con này nó vi phạm những cái vùng quản trị ha, nó vi phạm tương đối sâu á. Mình là có cái đề ra cái phần cắt lỗ là khoảng 7% đấy, nhưng mà như là hàng chưa có về, hôm nay hàng về đấy, thì thành ra là mình mới tư vấn bán được thì mình cũng đã lỗ khoảng tầm gần 10% anh chị đó. Và rất là may á, là cái những cái mã cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu gọi là mình lấy vị thế rất ít, tại vì cái giai đoạn mà mình lấy những cái mã này là thị trường nó thật sự chưa ổn anh chị. Nhưng mà cái xung lực của những cái con này nó lại khỏe hơn, thì mình đang kỳ vọng về một cái việc gọi là vận động cổ phiếu nó sẽ đi ngược, nó sẽ tăng, nhưng mà do là thị trường nó không ủng hộ, thành ra những cái mã cổ phiếu này sai là mình cũng phải chấp nhận cắt luôn đó. Chứ em không hoàn toàn tư vấn anh chị mình trung bình giá, lưu ý ha. Đấy, và quan điểm cá nhân của em là sai thì mình sẽ sửa sửa sai bằng cái việc là gì, có thể cắt thu tiền về, chờ những cái giai đoạn mà thị trường nó cân bằng hơn mình vào, lúc đó nó rất là an toàn anh chị ha. Mình gọi là mình đã bị mất một cái phần trước đó rồi, thì trong cái thời điểm này nè, thì em nghĩ là không nhất thiết chúng ta phải đánh đổi những cái rủi ro để mà chúng ta tìm kiếm lại, chúng ta vội vàng chúng ta mua nha. Thường á, mà anh chị mình quá nóng vội á, thì mình không có ra được một cái quyết định nào đúng đắn cả. Mình đồng ý là ví dụ như ok sai, tôi chấp nhận tôi cắt lỗ, nhưng tôi sẽ kiên nhẫn chờ. Chờ cái gì? Chờ cho thị trường của chúng ta nó cân bằng. Anh chị mình chỉ cần cái tín hiệu là thị trường nó cân bằng thôi, thì em sẽ tư vấn những cái điểm vào cổ phiếu nó phát tín hiệu đi lên đầu tiên, để mà anh chị mình có thể gỡ lại. Hai, chứ không nhất thiết gì mình phải đánh đổi những cái rủi ro hết anh chị. Đại trước mất rồi, giờ đánh đổi rủi ro mất nữa, nó lại đi rất là xa, đúng không? Nên thành ra là chúng ta cứ ưu tiên chờ đợi những cái tín hiệu thị trường cân bằng ha, thì mình hẳn vào. Lưu ý giúp em nha. Còn trong video ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ luôn là mình sẽ không có tư vấn mua những cái mã nào cả.
Đấy, lưu ý. Nếu như anh chị nào mà chúng ta gọi là muốn xử lý những cái mã cổ phiếu nó chưa 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 có xử lý kịp ở những cái phiên trước á, chúng ta muốn mua trung bình giá thì chúng ta có thể nhắn riêng với em. Đó, thì em sẽ hỗ trợ anh chị mình về cái góc nhìn, về những cái quan điểm để mà anh chị tham khảo, chúng ta nếu chấp nhận thì chúng ta mua. Còn ở tại video đúng không, thì rất là nhiều anh chị mình theo dõi thì em sẽ không có muốn anh chị mình đi theo cái chiều hướng gọi là gì, trung bình giá đó. Chỉ một số anh chị nào mình chấp nhận rủi ro cao đúng không, thì có thể nhắn tin trực tiếp với em thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình đó, chụp cái danh mục của anh chị qua, em sẵn sàng hỗ trợ cơ cấu đó, chứ mình không có giấu giếm gì hết anh chị ha. Đó, và anh chị mình phải hiểu giúp em một cái vấn đề là cái việc trung bình giá nó cần rất nhiều cái yếu tố, chứ không phải là chúng ta cứ muốn mua là chúng ta mua đâu. Sẽ có rất nhiều về những cái yếu tố em kể thôi, ví dụ như điển hình là mình phải có hàng sẵn nè, cổ phiếu của mình phải đạt đủ cái mức độ chiết khấu nè, cái tỷ trọng mua trung bình giá nó phải như thế nào nè, đúng không, có vượt vượt quá bao nhiêu phần trăm cái tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu nè đó, rồi mua bằng tiền mặt hay bằng margin nè, đúng không. Đấy, rồi chúng ta phải có những cái hướng xử lý khi mà cái lượng hàng mua trung bình nó về tài khoản nữa đó, rất là nhiều cái khía cạnh luôn, nhiều yếu tố luôn, nên thành ra là cứ không phải đơn giản là mình mua đâu, lưu ý ha. Đấy, dạ rồi, thì cái buổi video ngày hôm nay em chỉ xin phép ngắn gọn chia sẻ những cái quan điểm của mình và những cái góc nhìn về thị trường để mà anh chị mình có thể nắm bắt. Thì nếu như anh chị nào mà chúng ta còn chưa biết xử lý cái danh mục của mình nó như thế nào, đúng không, những cái điểm mà cổ phiếu mới mua này thì hàng về phải xử lý làm sao, liệu ngày mai có nên bán hay không. À, một cái điểm mà em quên nhắc đề cập trong cái video này á, đó là gì, nếu như ngày mai thị trường của chúng ta mở cái gap down ép bán á, thì những anh chị nào mình chưa có xử lý kịp thì chúng ta cũng không nên xử lý ở những cái nhịp đè ép bán ngày mai nữa nha. Còn cái việc mà anh chị mình xử lý đưa cái tỷ trọng tài khoản về an toàn để tránh cái áp lực mà công ty chứng khoán bán á, tránh cái áp lực short sale á, thì mình không có nói. Ở đây là đối với những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm cổ phiếu bị lỗ nhưng mà tài khoản của mình nó vẫn nằm trên cái mức an toàn đó, mình nắm giữ tiền mặt đi chẳng hạn, thì sao, đừng bán ở những cái nhịp ép bán ngày mai giúp em nha. Chúng ta sẽ có những cái hướng xử lý khi mà thị trường nó hồi phục, nó không còn bị bán hoảng loạn nữa anh chị nhé. Đấy, dạ rồi, thì em sẽ xin phép kết thúc buổi video ngày hôm nay ngay tại đây. Cũng xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này. Nếu anh chị thấy hay thì đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn nút like video và ủng hộ em bằng một phần đăng ký kênh nha. Đây là những động lực rất lớn giúp em ra thêm nhiều video hơn nữa chia sẻ với anh chị. Và xin chào anh chị mình, hẹn gặp anh chị mình ở những video tiếp theo nhé.